Rồi, xin chào tất cả bà con đang đến với video tiếp theo. Hôm nay cơ sở cung cấp cây giống Nguyễn Hoàng Trung nhập cây giống về nha bà con. Lực lượng hùng hậu chưa? Thì bên mình hiện tại thì vẫn cung cấp sưa đỏ cho tất cả bà con. Đấy. Sưa đỏ nè, gõ, đây là cây gõ nè. Đây có dán hương nha bà con. Ở có một số loại cây giống khác đấy. Bên mình thì vận chuyển từ 10 cây trở lên cho bà con, sẽ miễn phí vận chuyển nha. Gốc cây hiện tại là cây nào về cũng rất là tốt đó nha. Gốc rất là to luôn nè. Đây. Con mấy cây gõ này là gốc là to lắm luôn bà con ơi. Thấy chưa? Đấy. Hôm nay hàng về cây rất là đẹp nên bà con tranh thủ khoảng tầm tháng sau chúng ta có thể là mua về trồng được rồi. Hay bên đây lưu xưa nữa nè. Rồi có cẩm lai luôn. Đây cây cẩm lai luôn nha bà con. Rồi qua quay cây cẩm lai cho bà con xem. Rồi sẵn đây mình xuống đây mình quay một cái lô đàn hương trắng Ấn Độ nha. Đây, đây là đàn hương trắng Ấn Độ hiện tại bên cơ sở của mình. Đây còn rất là nhiều luôn. Đấy, số lượng thì có thêm để cung cấp cho tất cả bà con. Cây cao khoảng tầm 3 tấc, 4 tấc, 5 tấc có luôn, 6 tấc có luôn nha bà con. Đây cây đàn hương bên mình. Thấy chưa? Lá đẹp ghê chưa? Cây này thì bà con trồng một năm mà chúng ta có thể là tự khai thác, chúng ta làm trà, chúng ta uống cũng được nữa nha. Đấy. Thì bên mình sẽ sắp tới sẽ thêm nhập về nhiều thêm loại cây nữa để cung cấp cho bà con. Hiện tại thì sân vẫn còn nhiều chỗ chúng ta có thể chắc nè, ha. Hiện tại có một xe về thôi thì xe còn nhiều nữa nha bà con. Thì bên mình sẽ có cung cấp cây đàn hương nè, cây sưa đỏ, cây gõ đỏ, cây chắc đỏ, cây dán hương, cây cẩm lai. Đấy, bà con muốn trồng cây nào để phát triển kinh tế thì có thể liên hệ bên mình để mình sẽ vận chuyển cho bà con. Thì bà con có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin để biết thêm thông tin nha. Đấy. Cây này là cây gióng bầu nha bà con. Đây. Ủa sao mày đây đây chung đây lộn rồi. Đây cây gióng bầu. Cái bầu để cây chầm nữa hay gọi là cây chầm hương này. Rồi bà con có mua cây giống bên mình thì liên hệ trực tiếp hai số điện thoại. Số thứ nhất là 0363119546. Số thứ hai là 0942239849. Hoặc có thể là kết bạn Zalo luôn nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Chào tạm biệt mọi người.